triết học dùng cho khối không chuyên ngành triết học và trình độ đào tạo thạc sĩ tiến sĩ của các ngành khoa học tự nhiên. Bởi vì cái thời gian của chúng ta là phân bố được có 30 tiết thôi, mà mỗi một cái buổi chiều chúng ta học như vậy đến 5 tiết. Thế chính vì vậy cho nên cái thời gian rất là ngắn. Thế thì bây giờ nếu như mà chúng ta muốn để tiện theo dõi và đồng thời sau này có những tài liệu để học ấy, nếu như anh chị mà cần phải mua giáo trình ấy, thì thông báo gọi điện để cho tôi để biết để in giáo trình sẽ chuyển cho lớp, để chuyển văn phòng khoa giống như có gì chúng ta mua để chúng ta nghiên cứu cho nó tiện. Thế có hai giáo trình chính để chúng ta nghiên cứu. Một là cái giáo trình triết học dùng cho đào tạo trình độ thạc sĩ tiến sĩ các ngành khoa học xã hội nhân văn, và hai nữa là giáo trình triết học dùng cho khối không chuyên ngành triết học cùng đào tạo trình độ thạc sĩ tiến sĩ, hai cái giáo trình đó là chính. Thế còn nếu như sau này chúng ta mà muốn đọc thêm khác thì tài liệu thì rất là nhiều, chỉ có cái là thời gian của chúng ta có để học đọc thêm những tài liệu khác hay không. Chứ còn tôi nghĩ rằng là nếu như chúng ta nghiên cứu suy ngẫm kỹ hai tài liệu này ấy, thì cũng có thể là gì đạt yêu cầu. Thế còn nếu đọc thêm thì chúng tôi sẽ cung cấp tài liệu. Ngày hôm nay chúng ta đi vào nghiên cứu cái chương đầu tiên, đó là khái luận về triết học. Về triết học thì đối với việc nghiên cứu triết học ấy, ở chương trình đại học chúng ta đã thì ít nhiều nghiên cứu rồi, và hôm nay ấy, chúng ta có cái thì ôn lại, nhưng mà kiến thức chủ yếu là mở rộng để chúng ta am hiểu hơn về lĩnh vực về triết học. Nội dung của chương này thì bao gồm 4 cái nội dung chính. Một là triết học và vấn đề cơ bản của triết học. Hai, sự hình thành phát triển tư tưởng triết học trong lịch sử. Ba, xã hội. Và 4 là sự kế thừa phát triển và vận dụng sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. Thì đấy là 4 cái nội dung mà chúng ta cần phải nghiên cứu trong cái chương 1. Thế thì chúng ta nghe có rõ không và nhìn thấy cái màn hình ấy, nó rõ không, để tôi tiếp tục là gì giảng đi vào cái nội dung của chương. Dạ thầy ơi. Dạ thầy ơi, không thấy được màn hình thầy ơi. Hả? Không có thấy được slide màn hình, nhưng mà nghe tiếng thầy rõ. Bỏ sao không thấy được ấy hả? Dạ. Dạ nghe tiếng thầy rõ. Bỏ nhỏ rồi để âm thanh thì tôi sẽ